Chào các bác, như đã hứa thì hôm nay em sẽ bốc thăm. Tối qua thì em không kịp làm bốc thăm thì hôm nay mới kịp làm để bốc thăm những bác hôm qua mua hàng trong live. Trị giá là 4 triệu nhá. Và 4 triệu này em sẽ chia cho 10 bác. Mỗi bác 400 ạ. Các bác vào đông đông một chút đi ạ. Vào một đông đông một chút để em bốc. Em đếm xem là bao nhiêu mà. 3 bác nha. Các bác vào đi ạ. Vào đông đông để em bốc rồi cho nó công khai, minh bạch. Máy thì tí nữa hôm nay rút kinh nghiệm rồi thì sẽ có rút kinh nghiệm hơn là hôm qua, là sẽ like từng mã máy một, bác nào chốt cây nào thì nhắn thì nó sẽ dễ hơn, chứ như hôm qua thì em cứ like tùm lum nên là loạn hết cả lên. Chào bác nhựa nano ạ. 13 Pro Max này em lên xong có màu đen không đây? 13 Pro Max đen 256 là 174 ạ. Hàng sạc ít anh nhá. Chào bác Phong Ngô. Các bác vào nhiều đi ạ. Như thế nào sắp nhỉ? Có nghĩa là hôm qua bên em có like và có nói là nếu mà trên 20 đơn thì em sẽ tặng 4 triệu. Đó. Thì hôm nay 4 triệu đó em sẽ chia cho 10 bác. Thì đây là những số điện thoại của những cái bác hôm qua mua đây. Thì em sẽ bốc xem bác nào được. Đó. Đủ 150 người xem thì em sẽ bốc nha. Không biết các bác có đang chờ mã máy gì không ạ? Nay mua cũng sẽ được bốc nha. Nay mua nếu mà trên 30 đơn sẽ lại bốc tiếp, mai bốc tiếp. Hoặc là tối nay lại bốc tiếp. 13 thì em sẽ màu trắng thì em sẽ em có một cây pin rất là cao đấy ạ. Cây pin 95 nhá. 10 triệu 8 bản 128. Không có sạc ít, có pin 95. Pin 95 rất là ok rồi. XS thì không có, XS hết ạ. 15 Pro Max hôm nay em có nhá. Fan này vừa mua 15 Plus à? Hôm nay mua 14 Plus đi để được bốc. Tí nữa em sẽ lên từng mã một, các bác cứ ngồi đây xem live với em nhá. Cho đủ 150 người đi ạ, 150 người thì em sẽ bốc nhá. 14 Pro Max chưa qua sử dụng có ạ. XR64 có. Có cả hàng new bác ơi. XL hiện tại em có hàng full box màu vàng này. À quên, màu trắng này, 6 triệu mốt này. Và còn một cây màu cam 5 triệu 9 pin 88. Một cây màu đỏ pin 92 là 5 triệu 9. 12 Pro tí lên anh ơi. 16 Pro Max em còn chưa có được để dùng này. Đang hóng 20 tháng 10. Sếp tặng này, không biết sếp có tặng không hay tặng em khác. 15 Pro Max vật lý có. 13 Pro hết ạ. 12 Pro Max 256 em có nhá. Đủ 150 người đi các bác ơi, cố giúp em xem đủ lên 150 người đi để em bốc ạ. 1164 thì em cũng hết sạch rồi, em chỉ còn màu em chỉ còn 128. Nhưng 1128 màu đỏ có không nhỉ? Không đúng. Ừ, màu đỏ thì lại không có rồi. Tất cả những ai mua ngày hôm qua sau phiên live của em thì đều được bốc nhá. Anh Táo là anh Táo mà họ, mà cái bên kia là bên kia nhá bạn nhá. Tặng cây vậy. Cái quả đấy nó phọt phẹt quá rồi bác ạ. Bao nhiêu năm nay rồi, bây giờ mình phải thay đổi ấy chứ. Cứ có mỗi cái món quà đấy thì chán chết thì được.
14 Pro Max bác đang hỏi màu gì ạ? Thì cái mắt có ạ. Mặc cho anh hơn nhé. Nếu mà lên đời máy thì các bạn cứ lấy giá web hai em chênh lệch hai máy trừ cho nhau cộng với 500.000 là được ạ. Bác Thủy Mặc Hàn hôm qua cũng mới ủng hộ đây này, hôm nay cũng có số của bác, là mong là có thêm tí quà sinh nhật cho con gái hay con trai hả bác. Cáp sạc hôm nay cũng có, cáp sạc phụ kiện thì các bác cứ nhắn vào page thì để nhân viên em lên đơn thôi nhé. 14 vào đồ mắt đen hoặc trắng à, xem hôm nay có không ạ. Có trắng 1T ạ. Có trắng 1T bác ạ, giá 235. Và được giảm thêm 300 nữa nhá. Là còn 232. À có đen này. Đen chưa active. 128 22,2 triệu ạ. Chỉ có 1T được giảm nữa, còn cái bản 128 thì là 22,2 triệu. Thì cái mắt bản bao nhiêu gì ạ? Chào bác Trần Công Hạnh ơi. Máy sứt lưng thì còn phải xem vào tình trạng thực tế nó như thế nào thì bên mình mới có thể định giá được ạ. 7 Plus có. Ơ, 7 Plus của chị vừa để đây rồi. Lấy chị một khăn. 7 Plus có nhá. 3 triệu mấy nhỉ? 3 triệu 2 à? Hàng sạc ít nhỉ? 7 Plus hàng sạc ít nhá. Cái này lấy về cho trẻ con dùng này, người già dùng là quá là thích. Hàng này là hàng sạc ít này, 3,2 triệu quá rồi, quá đẹp. Dạ chỉ được bốc thăm những cái khách hôm qua thôi ạ, khách ngày hôm qua mua trên live. Nếu hôm nay trên live bên hôm nay em có live sẽ từng mã máy một thì các bác cứ mua, em cũng sẽ làm chương trình tiếp cho các bác vui vẻ. Với lại đã sắp 20 tháng 10 rồi, nhiều bác cũng rất mua máy tặng vợ. Thôi được rồi, 100, hơn 130 người rồi, em sẽ bốc nhá. Em sẽ bốc. Lấy số hotline để chị gọi cho khách. Bác đầu tiên nào. Trật tự. Trật tự lại mất vui. Em bốc bừa nhá. Đó. Giang này. Em sẽ gọi này. Nếu mà không nghe máy em sẽ dành phần quà cho người khác nhé. 09 3 6 6 4 3 8 9. Bác Giang có ở đây không ạ? Anh thì anh đang ngủ chứ không có ở đâu hết cả. Đang ngủ trông con. Hôm nay con ở nhà ốm. Bác Quang Trần ơi, buổi sáng thì bên em cũng đang nhiều việc quá thì bác cứ nhắn đi, tí bên em sẽ trả lời nhá. Ủa sao Giang không nghe máy là Giang lại mất một suất nào. Em đã chỉ gọi 2 lần thôi nhá. 2 lần mà không nghe máy thì em sẽ nhường phần quà cho người khác. Hồng Sơn, người Yên Bái có giá đẹp. Người Yên Bái inbox riêng để có giá đẹp. Em gọi lại một lần nữa nha. Nếu mà không nghe thì sẽ gọi cho người khác nha. Không nghe rồi. Đừng là check Zalo ở trên page xem cái anh Cường anh đang gọi gì. Mười sáu Pro Max em chưa có ạ. Quê Yên Bái là cùng quê rồi đây. Quay mặt làm gì cho xấu hổ bác ơi.
Khi nào em có cửa hàng các bác cứ qua là gặp em. Thôi nha, em sẽ nhường phần quà này cho người khác nha, chứ bạn này không nghe máy rồi. Bạn này không nghe máy. Em sẽ bốc người thứ hai tiếp theo này. Những ai hôm qua đã đặt nhưng mà chưa lấy thì em vẫn cho vào đây nhá. Bởi vì là các bạn cũng đã đặt cọc từ hôm qua. Tiếp theo là Tuấn này. Weekend Max chỉ có 64, 26 và 512 ạ. Không có 128. Anh Trọng Trần. Anh Trọng Trần gọi. Alo. Anh Tuấn phải không ạ? Đúng ạ. Dạ vâng, em ở bên anh Táo ấy mà. Thì hôm qua anh có mua đơn hàng bên em thì anh được thưởng có trúng là 400 ấy. Thì anh nhắn tin vào cái chỗ anh đặt hàng giúp em để bên em anh gửi tặng anh nhá. Dạ, dạ, dạ. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Một anh này. Tiếp theo. Ồ, An này, anh An này không biết có nghe được máy không, vì hôm qua lúc đặt hàng đang họp. Anh An phải không ạ? Đúng rồi. Dạ vâng, em ở bên anh Táo ấy mà. Thì hôm qua anh có đặt một cây máy bên em. Thì em có bốc thăm trúng thưởng để anh được trúng 400.000 ấy. Thì hôm nào anh lấy máy thì anh có thể gọi để bên em trừ luôn vào cái giá máy cho anh, hoặc là anh gửi số tài khoản để bên em tặng anh luôn nhá. Pết. Hôm qua đặt hàng ở Pết đúng không ạ? Mình nhớ bạn nè. Thì bạn, vâng, nhận lại giúp em. Ok, ok. Dạ vâng, mình cảm ơn nhé. Vâng. Chào bạn. Hai người này. Tiếp theo. Lấy cái gì? 15 Pro Max Titan. Ở đây. 6, 3, 5. Đúng không? Con này có em xin không? Bác tiếp theo này. Phương này. Alo. Alo ạ. Ủa? Anh Phương phải không ạ? Dạ vâng, hôm qua anh có mua máy bên em thì em bốc thì có trúng anh được 400 ấy. Thì anh nhắn tin vào cái chỗ đặt hàng để bên em gửi anh 400.000 anh nhá. Vâng, vâng. Dạ vâng, 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 cảm ơn anh. Vâng, chào. Tiếp theo là người thứ tư ạ. Pinzim 12 Pro Max còn không nhỉ? Giang chờ lấy. Anh Giang này anh mua cây gì đây? Còn pin EU ạ. Pin EU. Chỉ còn pin EU 12 Pro Max đâu. Alo. Alo. Anh Giang phải không ạ? Đúng ạ. Dạ vâng, em ở bên anh Táo mà. Thì hôm qua anh có đặt một cây máy nhưng mà hình như anh chưa lấy đúng không ạ? Lấy rồi gì? À thế ạ? À? Thế thì anh có được trúng 400.000 ấy. Thì anh gửi số tài khoản vào cái chỗ anh đặt hàng giúp em để em anh gửi cho anh nhá. Ồ, thế là như nào bạn? Là hôm qua bên em có livestream và đơn trên 20 đơn thì bên em sẽ tặng 4 triệu cho 10 khách. Thì anh là người trong số 10 người khách đi được. Thì anh nhắn tin vào trong đó giúp em để em gửi tiền cho anh. Nhắn tin số tài khoản anh ạ. À? Nhắn tin số tài khoản của anh ạ. À? Ok, nhắn tin số tài khoản vào rồi luôn. Chỗ anh đặt hàng ạ. Chỗ anh đặt hàng là được ạ. Vâng, vâng, ok, cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Dạ, vâng, vâng. Người thứ 5 ạ. Thôi lấy cái người. Nào.
Đấy, like chưa có kinh nghiệm là nói nó cứ lung ta lung tung. Lùa. Chiết. Hình như trong live này, trong đang xem live không có, chưa có anh nào được trúng như vậy. Già rồi, nói năng nó cứ lẫn lộn đây là các anh ạ. Dạ, anh Phương. Anh Phương chắc là Phương vừa số điện thoại vừa được nhận. Giờ em đang like nên là em chưa thể banh được, tí nữa em xuống like thì em sẽ banh cho các bác nhá. Chết này không nghe lại. Rồi này. Anh An hôm qua lúc thấy mải họp, hôm nay may quá rảnh không phải họp à. Alo anh Chiết phải không ạ? Dạ em ở bên anh Táo ấy mà. Thì hôm qua anh có đặt máy thì em bốc thăm thì anh được trúng 400 nghìn ấy. Anh có thể nhắn tin vào cái chỗ anh đặt hàng giúp em để em banh gửi anh được không ạ? Đúng rồi. Mà, có nghĩa anh đặt ở đâu thì anh nhắn vào đấy giúp em ạ. Anh nhắn giữa anh đặt là Zalo hay là Facebook thì anh nhắn vào giúp em nhé. Vâng, ok, chào. Xem nào. Không biết là cũng mong là anh Thủy được được một suất để tặng quà cho con gái. Ai đây? Thu Trà. Không phải even gì cả mà là ủa không, 9 1 8 1 7 2 6 4 5. Linh ơi, xem đưa đơn chị ơi, xem trong sổ xem ghi số điện thoại có bị sai không, sai số điện thoại rồi. Thu Trà, hình như cái đơn ở Hà Nội ship xe đúng không? Đúng rồi, cái đơn xem phải Thu Trà. Anh gửi lại số điện thoại. Nhưng mà xem đúng là cái đơn Thu Trà hay không? Tôi có gửi xe thôi. 11 thì phải. Đây đúng không? Thu Trà đúng không? Gửi đọc chị số điện thoại. Anh Huy đọc cái số điện thoại hôm qua mà gửi cho anh ấy. Đọc lại cho em nào. Hình như anh Hoa anh bảo thừa một số 9 là như nào nhỉ? Các bác chờ tí bốc thăm. 0816 rồi. 172. 0816 172. 642. 642. Alo. Bạn Trà phải không nhỉ? Hôm qua bạn có mua một con 11 bên mình ấy. Thì hôm nay mình bốc thăm thì bạn được trúng 400 nghìn ấy, thì bạn nhắn, bạn bảo cái hình như hôm qua anh nào đặt giúp bạn đúng không? Vâng, đúng rồi. Bạn bảo anh nhắn vào page để mình gửi. Hôm nay bạn nhận được, à bạn nhận xe mà nhỉ, hôm qua bạn gửi xe. Thì bạn gửi số tài khoản vào để mình banh giúp bạn nhé. Vâng, cái để em bảo đặt qua cho chị nhé. Ok, mình cảm ơn ạ. Vâng. 6 người rồi, còn 3 người nữa thôi. Hôm nay mà trên 30 đơn thì em mai lại tặng các bác tiếp nhá. Nhưng mai tặng 2 triệu thôi. Ngày nào tặng 4 triệu này em chết. Chồng em lại đuổi em ra ngoài sớm. Ngọc Huyền. Hôm nay phải mong cho các chị gái được nhiều nhiều hơn tí. Kèo hơi căng à? Nhân viên đang bảo kèo hơi căng các bạn. Ốp lưng à? Ốp lưng đây ạ. Ốp lưng nhà em. Chả thấy lời cảm ơn. Có các bạn. Alo. Ngọc, anh Ngọc Huyền ạ? Đúng rồi, mình đây. Dạ vâng, hôm qua anh có đặt bên em thì
anh được trúng 400 ấy thì cho em xin số tài khoản anh gửi vào chỗ đặt hàng giúp em nhé. Như nào bạn nói lại nhé. Có nghĩa là em ở bên anh Táo ạ. Ok. Dạ vâng, nếu mà em bốc thăm thì được trúng 400.000. À, tức là mình trúng á. Vâng. May quá đúng không? Dạ vâng. Thì anh gửi vào số tài khoản cho em nhé. Dạ vâng, 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 anh cảm ơn anh ạ. Chào anh. Dạ. Để bao nhiêu ạ? 7. Em bốc luôn 3 người nhá. 8 này. 9 này. 1 người nữa này, 10 này. Đó. 0, 8, 9, 8, 0, 1, 1, 2, 8, 6. Tí nữa chút một chút nữa bốc xong thì em sẽ lên máy nhá. Các bác chờ. Alo. Anh em. À vâng, em bên anh Táo mà. Dạ vâng, thì hôm qua anh mua thì được trúng 400 ấy, thì anh gửi số tài khoản vào cái chỗ anh đặt hàng giúp em nhá. Có nghĩa là bên em đang bốc thăm được bốn, anh được 400 thì anh gửi số tài khoản vào giúp em để em mang tiền cho anh ạ, tặng anh ạ. À, dạ. À, gửi vào đâu nhỉ? Gửi vào anh đặt hàng ở đâu thì anh cứ nhắn vào đấy giúp em ạ. À, vâng vâng vâng, ok nhé, cảm ơn. Tiếp theo là Diện. Tự dưng mà đang ngồi tự dưng có sao được tiền. Những người mua hàng hôm qua. Alo. Alo. Anh Viện phải không ạ? Đúng rồi. Vâng, hôm qua là anh có mua một cây máy bên em ấy, em ở bên anh Táo ấy. Alo ạ. Alo. Alo. Dạ vâng, anh có nghe rõ không ạ? Có, nghe rõ. Dạ vâng, thì hôm qua là em anh mua máy bên em thì được tặng, em bốc thăm thì anh trúng được 400.000 ấy, thì anh nhắn tin vào cái chỗ anh đặt hàng cho em nhé để em anh tặng anh ạ. Vâng vâng vâng, ok chào anh. Người cuối cùng. Người cuối cùng, người cuối cùng. Không giống vợ anh Táo mấy. Thế vợ anh Táo thì phải như nào anh? 0327 555 432. Alo. Anh Đạt phải không ạ? Dạ vâng, hôm qua anh có đặt một cây máy ở bên em phải không ạ? Em ở bên anh Táo ạ. Dạ vâng, thì hôm nay em bốc thăm thì anh có trúng được 400 ấy, thì anh gửi số tài khoản vào chỗ anh đặt hàng giúp em nhé. Dạ vâng, vâng, ok, cảm ơn ạ. Đó, xong. Hôm nay thì thôi, chương trình là đến đây là kết thúc. Chúng ta chuyển sang chương trình bán máy. Đấy, các bác nào có muốn xem máy trực tiếp thì để em sẽ hôm nay sẽ like từng mã máy một. Đây, cái này để riêng là tí nữa chị này. Bỏ ngay đi. Bỏ ngay đi. Anh Giang này được không ạ? Có. À không không, Giang này không được. Anh Giang này không nghe máy. Bỏ ngay đi. Để tí nữa rồi chất ấy. Không còn nhiều quá sợ. Hoặc là mày ngồi chất được thì mày chất. Các bác bây giờ muốn lên máy gì đầu tiên ạ? Nếu mà hôm nay các bác mua trên 30 đơn hôm nay thì em mai em lại tặng tiếp. Nhưng mai sẽ chỉ tặng 2 triệu thôi. Chứ không có 4 triệu, lúc nào tặng được 4 triệu nữa. Lên 13 Pro Max. Bây giờ em sẽ lên từ dòng 13 trước nhá. Từ dòng 13 sau đó em sẽ quay về dòng thấp hơn. Đầu tiên là em có con 13 thường. 128 pin 95, giá là 10.800.000 ạ. Bác nào chốt thì ghi tên và số điện thoại và mã máy, ví dụ là tên là gì đó, số điện thoại và mã là 13128 trắng đó. Pin này
tất cả các bác hôm nay cũng sẽ lại được bốc thăm tiếp nhé. Pin 95 này. Có bác nào chốt không ạ? 13 trắng 10 triệu 8 ạ. 128. Keng nhá, di nguyên bản. Hàng bên em thì tất cả di nguyên bản, trừ những cái máy thanh lý thì bên em sẽ báo là nó làm sao làm sao làm sao. 13 trắng 128 này. Có bác nào chốt 13 trắng 128 không ạ? Có một số mã máy thì bên em sẽ giảm giá, nhưng mà những cái khách mà lên đời thì sẽ áp dụng theo giá web chứ không được áp dụng theo giá giảm ạ. 13 trắng này thì bác nào lấy thì có thể nhắn tin vào riêng giúp em cũng được. Có sạc và cáp zin ạ. 13 hồng này, 13 hồng pin 83 đẹp keng. 10 triệu 9 ạ. Đó, hình thức thì đẹp keng nhá. Một số mã máy thì em sẽ giảm thêm ạ, chứ còn mã máy nào mà không giảm được thì em sẽ không giảm á nhá. Em sẽ không báo nhá. Máy nào giảm thì em sẽ báo ạ. Những cái cây máy nào pin dưới 80 thì bên em sẽ thay free luôn ạ. Và gói bảo hành 1 năm nay bên em sẽ vẫn giảm 700.000 nhá. Pin 83. 13 Pro hiện tại hết. Đó, 13 128 hồng. 10 triệu 9. 13 128 hồng. Một số mã máy em có cả hộp nữa thì bác nào cần tặng thì báo em ạ. Tiếp theo 13 Pro 128. Hàng sạc ít ạ. 13 Pro 128. 11 Pro Max đen hết rồi Thành Lười ơi. 13 Pro Max 128 16 triệu 6. Màu xanh ạ. Hết mã này em sẽ lên 12 thường nhá. Đó, bản Mỹ ạ. Nhiều bác cứ quan ngại cái hàng báo linh kiện thì, nhưng mà em có nói là cái hàng báo linh kiện hay không ấy thì bên em không quan trọng. Bên em chỉ cần biết là máy vẫn chuẩn zin nguyên bản và đủ tiêu chuẩn của Apple nhá. Đó. 11 Pro Max chỉ còn màu vàng 64. Linh ơi, hotline này. 13 Pro Max 128 có ai chốt không ạ? 13 Pro Max 128 này, màu xanh. Anh 13 Pro Max màu đen. 256 17 triệu 4, pin 100%. Anh Tâm Tịnh chờ em một chút nhé, để em lên hết mã này đã rồi thì em sẽ lên 12 cho mình ạ. Anh lên đơn bây giờ. Đó, 13 Pro Max màu đen 256 17 triệu 4. Bản Mỹ nhá. Con này chưa kích mà. Có cái hàng sạc ít ấy. Sạc ít ở bên chỗ anh Dương. Đó. Ừ. 13 Pro Max 256. Sạc ít pin 100. 17 triệu 5 ạ. Bảy triệu năm này. Em lên 12 nhé. 12 hôm nay em có được được giảm hay nào?
12 sẽ giảm 200 nhé. 12 sẽ giảm 200 ạ. Block vừa lên rồi ạ. 13 block chỉ có 128 và 256 thôi. Các anh ấy đang test máy là nhiều khi nó cứ bị 12 màu đen 64 sạc ít pin 100. 7 triệu 8 giảm 200 còn 7 triệu 6 ạ. 13 thường vừa lên rồi Phạm Tiến Nghiêm ơi. 12 64 màu đen 7 triệu 8 giảm còn 7 triệu 6 pin 100% ạ. Hình thức đẹp kè nha. Pin 100 ạ. 13 có màu hồng màu trắng đấy ạ. 128 màu trắng pin cao nhá. 12 new choice bản 256 màu xanh 9 triệu 9 ạ. Giảm 200 còn 9 triệu 7 đó. 12 256 new choice ạ. 9 triệu 9 còn 9 triệu 7 ạ. Có một con đã active hàng sạc ít. 9 triệu 4 giảm 200 còn 9 triệu 2. Hàng đẹp keng luôn ạ. Hàng như bóc hộp, thiếu mỗi cái hộp thôi. 9 triệu 4 còn 9 triệu 2. Màu xanh 8 triệu 1. Giảm 200 ạ. Còn 7 triệu 9. Pin 100% nhé. Chờ thì các bác ơi, các bác lên từng mã một. Bây giờ các bác nào đòi xem 12 em cho like 12 thì lại mất hút đâu rồi. 12, 1, 2, 8 chưa kích 9 triệu 6. Giảm 200 còn 9 triệu 4 ạ. Em sẽ lên nhanh nhá. Còn bác nào lấy thì cứ lên mã. Con 12 128 chưa kích 9 triệu rưỡi còn 9 triệu 3. 13 Pro Max vừa lên rồi ạ. 13 Pro Max có 3 cây này ạ. 128 màu xanh 166 256 174 và 256 màu trắng là 175 ạ. Đó. Bác nào lấy cây nào thì cứ comment nhá. Em lên lại qua một tí xong rồi em lại sang luôn mã khác. 13 Pro Max 256 em có màu đen và màu trắng đấy ạ. Đây ạ. 13 Pro Max đen trắng. Đen là 174, còn trắng là 175 ạ. Hàng bản Mỹ nhá. Mười ba Pro Max 256 đen 174. Mười ba Pro Max 128 chỉ còn màu xanh 166. Cho chị xin cái rổ để ở đây không là ấy máy không. 11 Pro Max. Mười một Pro Max 64 6 triệu 7.
keng luôn nhá. 6,7 triệu màu vàng. Pin 81. Đây là pin 80, pin 80 thì cũng có thể sẽ được thay pin free nhá. Rẻ thì mua đi. 6,7 triệu. Đổi được bác ơi, Đinh Tuấn Anh đổi được ạ. 11 Pro Max 6,7 triệu ạ. Một cây pin 80, một cây pin 81 ạ. Cây pin 80 thì sẽ được gửi kèm pin luôn hoặc là thay luôn thì tùy các bác nhá. Còn nếu mà các bác chưa muốn thay thì em sẽ gửi kèm pin luôn. Khi nào các bác cần thì các bác thay. Pin 81 em tặng luôn đi. Hai cây này. Các bác nào chứ không ạ? Hai cây này em sẽ tặng luôn pin nhá. Bác nào muốn thay luôn cũng được mà cầm về thay lúc nào cần thì thay. Nhưng mà em nghĩ là vẫn phải dùng được vài tháng nữa mới cần thay ạ. Bác nào chốt 11 Pro Max 6,7 triệu thì ghi là 10 tên và 11 Pro Max 6,7 triệu. Số điện thoại nữa. Mười ba Pro Max em vừa lên đấy ạ. Nè, 13 Pro Max có 128, 166 màu xanh, 256, 175 màu trắng và màu đen là 174 ạ. Bác xem cây nào kỹ để em pin là pin EU ạ. Pin tặng là pin EU nhá. Bác xem cây kỹ cây nào thì để em so xem lại nhá. Đó. Em có ghi giá ở trên máy luôn cho các bạn. Dạ vâng, anh Dũng ơi, anh xem cây nào thì để em cho anh xem kỹ nhá. 256 đen là 174, trắng là 175, còn 128 là 166. Hàng pin 100 hết ạ. Tám plus không có, hôm nay chỉ có 7 plus XR, XS Max. Bây giờ các bác muốn thêm lên mã gì ạ? 14 Pro Max nha. 14 Pro Max à. Thì 14 Pro Max. Mười bốn Pro Max có 3 cây này. 11 Pro Max em chỉ còn thế thôi anh ạ. 11 Pro Max chỉ còn vàng 64, tình trạng như vậy thôi ạ. 12 Pro Max có bản 256. 14 Pro Max này. Bản 1T hôm nay sẽ được giảm giá 300 nhá. Lên cây 128 trước ạ. 14 Plus có bác ơi. 14 Pro Max bản 128 màu đen giá 22,2 triệu. Hàng new chưa active ạ. Đó. 14 Pro Max 22,2 triệu màu đen 128 new chưa active ạ. Đó, đẹp. Đấy, lên 14 Pro Max các bác lại 12 Pro Max. Thôi bây giờ em lên theo ý em thôi nhá, chứ em lên theo các bác em hoa cả mắt luôn. Đó, 14 Pro Max New Chơi Active màu đen 22,2 triệu. 14 Pro Max bản 1T sạc ít. 128 này là bản eSIM ạ. Cái con này là eSIM màu tím. Màu T 23,4 triệu. Giảm 300 là còn 23,1 triệu ạ. 14 Pro Max 1T sạc không lần ạ. 23,4 triệu còn 23,1 triệu. 14 Pro Max không có hai SIM vật lý. Hai SIM vật lý chỉ có 12 Pro Max đang có ai xin vật lý. Lên đời vẫn cọc bình thường Thành ơi. 13128 có màu trắng màu hồng ạ. Vừa lên rồi ạ, màu trắng pin cao đấy ạ. Màu trắng pin 85. Màu hồng pin 86 được rồi. 14 Pro Max 1T sạc ít không lần 23,5 triệu còn 23,2 triệu ạ. Mua máy đã mới bốc thăm.
trên 30 cây, hôm nay bán trên 30 cây thì mới bốc thăm nhá. Mai bốc thăm tiếp nhá. 15 bờ bắc có ạ. Có anh Tuấn ạ. 23 triệu 5 còn 23 triệu 2. Tiếp theo đến 15 ạ. Mười lăm đen sạc ít 128 giá 15 triệu. Con này là được giảm mấy trăm rồi nhỉ Linh nhỉ? 15 con này 15 128 đen là giảm mấy triệu? À là giảm mấy trăm? 400. Con này được giảm 400 nhá. 11 Pro Max hiện tại chỉ có bản 64 màu vàng giá 6 triệu 7. Có ai trước con này ạ? Con này quá là ok luôn. 15 128 màu đen giá 15 triệu. Bản Mỹ nhá. Đó. Bản Mỹ ạ. 15 triệu. Mười lăm new chưa kit 15.9 được giảm 200 còn 15.7 new chưa kit cũng màu đen luôn ạ. 15.7 15.9 còn 15.7 15 chưa kích màu blue 16 triệu 4. Bản 128 16.4 còn 16.2. À quên, đúng rồi, 16.2 được giảm 200 ạ. Vẫn còn siêu màn nhá. Bản Mỹ. Mười lăm 128 hàng sạc ít 15.6 còn 15.4. 15 xanh lá 128 156 còn 154 ạ. À. 12 bác hỏi màu gì bản bao nhiêu ghi ạ? 15 128 new chocolate 168 còn 166 màu hồng. Các em có cả hộp nhá. Cây hồng này thì em có cả hộp ạ. Hộp tặng thôi. 168 còn 166 nhá. Ai mua tặng vợ hay tặng tiêu đây hay tặng cái gì thì tặng. 12 màu trắng bản 128 có. 128 chưa kích ạ. Giá 9 triệu 5. Đó, 12. Mẹ tí xíu cho mình xin tên, số điện thoại và ghi một dòng là chốt 11 Pro Max vàng. Lấy con pin 81 hay là pin 80 hả mẹ tí xíu? Mẹ tí xíu lấy con 80 hay 81? Comment cái. Sim vật lý. Sao 15 plus ở đây chỉ có mỗi 2 cây này, còn cái gì nữa không? Có cây nào sim vật lý không hả Dương? 15 plus. Đâu mà này? À ZP trên A này nó cũng sim vật lý đây. Quên, màu vàng đưa đây, màu vàng đây.
màu đen sinh vật lý à? Đây nhá, có những bản này là sinh vật lý này. Màu đen, màu vàng và màu xanh là hàng có sinh vật lý. Màu đen bao tiền, liên xem cho chị màu đen và màu vàng bao tiền. 128 sẵn ít. Đen 18-1. Vàng 17-9. Không giảm đúng không? Không có mã giảm đúng không? Đây nhá, em có hàng có sim vật lý này. 15 plus màu vàng và màu xanh, màu blue và màu đen. Có sim vật lý ạ. Xanh blue là 18-4. Màu đen là 18-1, xanh 18-4 và vàng là 17-9 ạ. Vàng 17-9, xanh 18-4 và đen là 18-1. Các bác lấy cây nào thì comment giúp em nhé. Đẹp keng, nói chung là những hàng này là toàn hàng đẹp. Đẹp keng thôi, nên không có gì phải lăn tăn cả. Đó. Kim 100% nhé. Ai lấy cây nào thì comment nhé. Thích thì nhích thôi. Mít thối ơi, thích thì nhích thôi. Màu xanh 18-4. Vàng là 17-9 ạ. Vàng bạn 17-9 bác cũng Vũ Tiến nhá. Có hai cây sim e-sim. Màu đen là 18-3. Hàng này là hàng chưa kích ở dưới. Hàng chưa kích có một cây màu đen này 18-3. Còn một cây màu hồng là hàng sạc ít 2 lần là 18-2. Thế sao con này là 18-3 nhỉ? Con này là hàng con chưa kích thì phải là giá bao nhiêu? Linh nhìn lại bảng giá chị xem. Không. Linh đọc lại giá nào. 15 plus 128 đen chưa kích. Em xin đúng không ạ? 18-3 ạ. 18-3 ạ? Thế sao màu hồng xạ ít lại là 18-2? Có hàng sim vật lý. Không có sim vật lý. À màu hồng thì rẻ hơn 100 đúng không? Vâng. À nhưng mà màu hồng là xạ ít mà. Nhưng mà giá của màu hồng có đắt hơn 1 triệu rồi. Màu hồng nó đắt hơn à? Đúng rồi, thế 18-3. Còn con xạ ít này, màu hồng này là 18-2, sạc 2 lần ạ. Mười bốn Pro Max em vừa lên rồi đấy ạ, có bản 1T và 128 màu đen ạ. Ai xem lại thì báo em cho xem lại nhé. 14 Pro Max 128 và bản 1T, 1T được giảm 300.000 ạ. Mười triệu mua được máy gì? XMAX đó, đây XMAX đây. Cái NMAX thì chỉ còn có 64 màu đen và 512 màu vàng. Sau XMAX em sẽ lên 12 Pro Max luôn nhé. Anh kìa, anh đang trông con rồi. Hôm nay không ai trông con cho. Không có 14 full box.
Đó. Ken Max 64 màu đen. Con này thì thay pin luôn nhá. 6,5 triệu. Ken Max 512 màu vàng, pin 93, 8,2 triệu. Đó. Ai chốt con 8,2 triệu này không? Pin 93. Đẹp luôn nha. Pin 93, 8,2 triệu này. Con này thì thay cần thay pin là 6,5 triệu này. Bản 64 ghi. Em liên tiếp 12 Pro Max này. 12 Pro Max thì có màu xanh và màu trắng nữa không? Bản 256. Con này 2 sim này, màu trắng. Mười hai Pro Max 13,6 triệu bản 2 sim. Bản 2 sim nhá, pin thì bên em sẽ thay luôn nhá. 12 Pro Max 2 sim 13,6 triệu 256. 15 Pro Max chờ em một tí ạ. Em lên 12 Pro Max rồi sau đó em lên 15 Pro Max ạ. 12 Pro Max xanh 256 13,9 triệu. ạ. Pin thì cũng cần thay luôn nhá. 13,9 triệu. Đến 15 Pro Max này. Cứ lấy anh Tam Hổ anh vào xem giá web nhá. Cứ lấy hai máy trừ cho nhau cộng với 500 nghìn ạ. 15 Pro Max chưa kích sim vật lý. 25,7 triệu được giảm 200 còn 25,5 triệu màu trắng. Đó. Tặng cho con này nhá. 25,7 triệu còn 25,5 triệu. 15 Pro Max 256 sáng, chưa kích màu trắng. Mười lăm Pro Max 256 màu đen sạc ít. Hàng này là hàng eSIM. 24,4 triệu còn 24,2 triệu. Chưa thấy bác nào chốt này, tình hình là không được 30k để mai bốc tiếp rồi. 24,4 triệu còn 24,2 triệu. Đó. Màu xanh sạc ít pin 100. Màu xanh sạc ít pin 100 bao tiền nhỉ? 256, 15 Pro Max. 243 giảm 200 còn 241. Nhé. 11 với 11 Pro đợi mình tí nhé. 15 Pro Max 512 259 sạc 8 lần ạ. 13 Pro Max 128 là 166 màu xanh ạ, hàng sạc ít ạ. Pro Max 512 25,9 triệu giảm 200 còn 257 màu trắng. 15 Pro Max new sim vật lý 256 có sim vật lý nhá, 26,2 triệu còn 26,2 triệu.
15 Pro Max Titan 262 còn 26 triệu bản 256. Đẹp. Ước gì được dùng không ốp như thế này. Mười một. Hàng cũ chưa có bạn ơi. Hầu như chỉ có hàng chưa hay tít hoặc là hàng sẵn ít thôi. 11128 pin 99. 11128 xanh pin 99. Giá 7.3 triệu, giảm 100.000, còn 7.2 triệu. Bản Mỹ nhá. Pin 99 này. 11128 9 pin 99. 7.3 triệu còn 7.2 triệu. Đó, đẹp kèo. 12 Pro Max chỉ có 256 ạ. Sạc nhanh, bác nhắn tin vào page để các bạn ấy tư vấn cho ạ. Em không nhớ được cái giá phụ kiện. 11 Pro sạc 2 lần pin 100% màu vàng 7.8 triệu. Đẹp. 11 Pro 7.8 triệu. Pro màu xanh 64 sạc không lần 7.9 triệu. Bản Mỹ nhé. Pro Max, à quên, 11 Pro 64 7.3 triệu, pin 96 ạ. 15 Pro Max 256 Titan chưa kích. Đây. Có sim vật lý 26.2 triệu, hôm nay giảm còn 26 triệu. Mười hai Pro 128 10.3 triệu, pin 85%. Mười hai Pro 14 Plus đen hết. 12 Pro 512 129 giảm 14 lần. 12 Pro Max 256 em có màu trắng và màu xanh. 15 hồng chưa kích à? Có luôn ạ, 15 hồng chưa kích em có nhá. Bản 128 16.8 triệu. Linh ơi, nhìn chị xem 15 hồng chưa kích 16.8 triệu. Ờ, 16.8 triệu. Cái con 15 hồng này em sẽ có cả hộp tặng luôn nhá. 16.8 triệu á. Có một số mã em giảm đấy ạ. Không phải mã nào cũng giảm đâu ạ. Một số mã em giảm. 12 Pro Max xanh. Vừa lên đâu nhỉ? Hai Pro Max xanh 13.9 triệu ạ. 256 ạ. 11 Pro Max hiện tại em chỉ có bản 64 thôi. 12 Pro Max 256
13,9 triệu. 15 Pro Max chỉ có bản 512 chứ không có bản 1T đấy anh Đỗ Văn Tuấn. 15 Pro Max chỉ có bản 1T ạ. 12 Pro 512 sạc ít 12,9 triệu. Con này giảm 200 nhé, còn 12,7 triệu. Ngọc Hân chốt 11 Pro Max 64. Cho mình xin tên và số điện thoại Ngọc Hân ơi. Bạn lấy cây pin 81 là pin 80 ạ. Hai cây này thì đều được tặng pin nhá. Thì bạn lấy cây nào cũng được. Pin thì bạn thích thay luôn mà không thay luôn thì mình sẽ gửi kèm để khi nào bạn thay cũng được. Bạn lấy cây pin 81 hay pin 80 ạ. Ngọc Hân nhắn tin giúp mình, nhắn lên hộ mình vậy, mình không biết. Cả hai cũng đều được tặng nha. 6,7 triệu ạ. Ngọc Hân nhắn tin vào page cũng được, hoặc là nhắn đi vào page đi. Chỉ có 7 plus thôi anh ơi, 7 plus 3,2 triệu ạ. Mẹ tí xíu. Bây giờ các bạn comment lên giúp mình là tên, số điện thoại. Bây giờ ai chốt là ghi là 11 Pro Max. Bây giờ em sẽ chốt hai cây này nhá. 11 Pro Max. Ngọc Hân lấy cả hai à? Để mình sẽ ghi của Ngọc Hân và mẹ tí xíu này. Mẹ tí xíu. Ngọc Hân này. Ngọc Hân lấy một cây hay là hai cây thì cứ nhắn vào nhá. Đó, mình để lên cho mẹ tí xí vào Ngọc Hân rồi. Các bạn mình vừa đi ăn cơm, bây giờ nó sẽ đang một mình. 15 Pro đây ạ, anh Lâm ạ. Anh Lâm cho em tí. 15 Pro bản sạc ít, sạc một lần này, e sim màu xanh 19,2 triệu, màu trắng là 19,8 triệu, còn bản titan là 20 vạn. Đó, mười lăm pro xanh 19,2 triệu, trắng 19,8 triệu và titan là 20 vạn. 13 Pro Max vừa lên rồi ạ. 13 Pro Max có 128 màu xanh 166 và màu trắng đen 256. Không có sim vật lý ạ, đây là bản eSIM ạ. Anh Trần Lâm. Anh ok, anh Trần Lâm, anh nhắn tin vào page giúp em nhé. Em để cây này cho anh ạ. Anh Trần Lâm lấy cây 15 Pro này nhắn vào page giúp em ạ. Nhắn vào page là lấy cây 15 Pro xanh giúp em. Anh Trần Lâm. Ok anh Trần Lâm. Mười một Pro Max vẫn còn Thành ơi. Cứ lên đi. Cứ chốt đi. Mười một Pro Max bản 64 ghi màu vàng vẫn còn nhá. 15 Pro 256 chưa có. Chỉ có khoảng 128 thôi. 14 Plus bên được giảm giá rất là sâu nha các bác ơi. Các bác vào săn 14 Plus đi ạ. Màu vàng em sẽ giảm 300.000. Vàng và đỏ em sẽ giảm 300.000. Âm thanh hơi bé bác lại, con em đang nói rất to rồi đấy mà không biết sao nó lại bé nhỉ. 14 Pro Max 512 sạc ít giá 16,3. Tất cả bản này là đều bản có sim nhá. Giá vẫn là giá 6,7 triệu nha Thành Lưới ơi. 12128 bác hỏi màu gì ạ? 14 Plus này bản 512 16,3 triệu này, bản 128 là 14,8 triệu này, tất cả đều là
pin 100% và có SIM vật lý ạ. Đó. Em giảm 300.000 nhá. Giá này là giá chưa giảm nhá. 16.3 còn 16 triệu, 14.8 còn 14.5. Mười hai sáu tư bác cần màu gì ở bác Duy Quân ơi? 256 new chưa kích, kích lên thì đủ 365 ngày nhá. 15.6 giảm 300 còn 15.3 màu vàng. Bác nào lấy thì ghi là lấy 14 plus vàng 256 15.3. Đó. Nói chung là 14 plus dùng quá ok tại thời điểm này. 14.7 con này là 14.7 hàng chưa tít này. Cũng giảm 300 là còn 14.4. Địa chỉ 217 Nguyễn Đức Cảnh bên em đang xây ạ. 12128 tím à. 12128 tím thì tôi sợ không còn màu xanh không? Màu xanh hoặc là màu trắng nữa không ạ? Mười hai em có màu trắng, màu xanh và màu trắng ạ. 128 9.5 triệu chưa kích ạ, được giảm 200 nữa nhé, là còn 9.3 triệu. 13 chưa giảm ạ. 11 Pro Max 256 không có. Khoa Đô Nguyễn Khoa Đô lấy 13 trắng. 13 trắng thì nhắn tin vào bếp để mình lấy cho bạn. Thì mình cho bạn xem 13 trắng luôn. Đây, con 13 trắng pin 95. Duy Quân 1264 đen em có ạ. Chờ tiếng lên cho ạ. Nguyễn Khoa Đô lấy thì ok giúp mình nhá. Nguyễn Khoa Đô nhắn tin vào page rồi ok giúp mình ạ. Bây giờ bạn ok ở ngoài này xong bạn vào page bạn nhắn giúp mình. Vào page nhắn. Bọn này đã đi ăn cơm bỏ mình ở đây. Nguyễn Khoa Đô inbox vào page giúp mình nhá. Nguyễn Khoa Đô 10.8 triệu, con này pin 95 nhá. Đó, pin 95. Em bên em sẽ không để ý iOS bao nhiêu đâu, bác cần xem cây nào thì bác vào page để các bạn ấy check cho nhá. Chứ em thì em không thể nhớ được về iOS bao nhiêu đâu. 1264 bác nào vừa hỏi em đây đúng không ạ? 1264 pin 100%. 7.8 triệu giảm còn 7.6 triệu ạ. Máy thanh lý hôm nay không có rồi. 15 plus vừa lên rồi bạn Minh Hải ơi. Bác nào vừa hỏi em 1264 đấy ạ. Mười hai sáu tư 7.8 triệu còn 7.6 triệu ạ, pin 100%. Mười bốn Pro Max 128 chỉ còn màu đen đấy ạ, màu đen chưa active. 1T 11 Pro Max bản 64 ghi màu vàng còn ạ. 11 Pro Max 64 ghi còn ạ. 15 Plus em lên lại 15 Plus nhé, bởi vì nhiều bác hỏi 15 Plus quá. 12 Pro Max thì chỉ còn bản màu xanh là 13.9 triệu 256 và màu trắng là 13.6 triệu ạ. Bác nào hỏi 12 Pro Max. 12 Pro Max chỉ có màu trắng 13.6 và màu xanh 13.9. Bác nào lấy thì comment cho em. Số lượng không có nhiều đâu bởi vì 13 Pro Max rất hiếm, bởi vì lại còn chọn đẹp keng này, đẹp keng rồi lại còn phải di nguyên bản này, chọn nó rất là khó. Nên là hàng không thể về nhiều được và hàng các bác nào đó pin cam thì lại càng không có. 15 Plus 128 màu đen, hàng này là hàng eSIM 18.3 triệu, có trả góp qua thẻ tín dụng ạ.
Màu hồng là 18,2 triệu. Cũng là bản eSIM nhá. Có 3 cây này là hàng có SIM vật lý. 15 Plus có SIM vật lý. Màu màu vàng là 17,9. Màu xanh 18,4 và màu đen là 18,1. 12 Plus mày chơi kit không có. Đó, 15 Plus này, bác nào hỏi 15 Plus có SIM vật lý này. Đen là 18,1, xanh 18,4 và vàng 17,9. Đó. Mười bốn pro thì hiện tại chỉ có mười bốn pro max hiện tại rẻ nhất chỉ có bản 128 màu đen, giá là 22,2 triệu, hàng new jacket. 14 pro này, 13 pro hết. Màu trắng 17,9, pin 86. Màu vàng 19 triệu, pin 100. Bản 256 ạ. Và màu đen 256 18,8. Đó. Màu đen 14 lần sạc này, 18,8 này, bản 256 này. Bản eSIM hết nhá. 14 pro vàng 256 19 triệu. Và 14 pro trắng 256 pin 86 là 17,9. Đó, bác nào xem cây nào thì bảo em. Lấy cây nào thì bảo em. Mười một 128 có nhiều ạ. 11 128 đang được giảm. 11 128 có màu xanh này là 7,3 triệu này, có cả cây pin 99 nhá. 11 128 màu xanh 7,3 triệu giảm 100, còn 7,2 triệu có cả màu đen. Màu đen đâu? Có cả màu đen, em nhớ là có cả màu đen. Màu xanh là pin cao này. Pin rất cao. Mười lăm pro chỉ có bản 128 thôi ạ, không có bản 256. 15 Plus 128 có SIM vật lý ạ. 12 Pro Max 128 không có, chỉ có bản 256. Các bác cứ nhắn tin và hỏi gì để em trả lời nhá. Chứ bây giờ em like nhiều máy nó cũng rất là khó. 15 Plus 128 SIM vật lý đấy ạ. Có 3 màu đây. Đó, SIM vật lý có 3 màu nhá. 18,1 này, 18,4 này và 17,9. 11 Pro Max cũng có bản 64 ghi màu vàng. Đây. 11 Pro Max 64 ghi màu vàng rất nhiều. Chỉ có màu vàng thôi. Hiện tại là chỉ có màu vàng. 6,7 triệu. 11 Pro Max 64 ghi màu vàng 6,7 triệu. 15 Pro Titan à. 20,3 triệu. Đó. 15 Pro Titan 20,3 triệu. 128 sạc một lần. 15 Pro Titan 20,3 triệu. 买几个空啊你现在下面熊来也没练够
Có gì các bác cứ nhắn tin vào phết để bên nhân viên bên em hỗ trợ nhá. Hôm nay thì gói bảo hành 1 năm bên em vẫn sẽ giảm còn 700.000, 1 triệu giảm còn 700. Phụ kiện thì bên em sẽ không tặng phụ kiện fake mà chỉ hỗ trợ khách đổi luôn phụ kiện zin ạ. Bộ của phụ kiện 15 nó là 400.000. 15 Pro Max sim vật lý làm gì có màu hồng nhỉ? 15 Pro Max không có màu hồng. 11 cái hình thức cây 11 này thì nó là đẹp keng bác nhá. Mười bảy chín là màu vàng đúng không ạ? Mười bảy chín là có sim vật lý nhé bạn Ngọc Minh nhá. Đây có sim vật lý nhá. Cây này sạc không lần ạ. Cây này sạc không lần. Mười một Pro Max là 6.7 triệu bác ơi. 27 đang xây rồi. Thành lười nhắn tin vào inbox đi để tí nữa các bạn nhắn tin địa chỉ qua nhé. Bên em không bán máy lắm. Máy này là 17.9 ạ. 17.9 có sim vật lý nhá. 11 Pro Max là pin 81 ạ. Hoặc là sẽ phải thay luôn. Pin 81 hoặc là thay luôn bác nhá. Cái dòng 11 Max này không còn hàng pin cao nữa. Hoặc nếu mà muốn lấy pin cao thì các bác chỉ lấy 11 Pro thôi. Pin thì bên em thay luôn. Đây là 15 Plus ạ. 15 Plus 17.9. Bây giờ chọn cái 11 Pro Max này vừa đẹp vừa di nguyên bản thì nó rất là khó, lại còn pin cao thì lại càng khó hơn, nên là bên em vẫn sẽ nhập về vì nó đều là hàng di nguyên bản. Và pin thì bên em thay thế cho các bác dùng. Không có bản 2 sim vật lý, chỉ có bản 1 sim vật lý thôi. Mười lăm hồng 128 giá 16.8 new cho active ạ. Có cả hộp nhá. 15 hồng 16.8 new cho active. Có hộp. Đó. Hộp này là hộp tặng thôi nhá. Rất là xinh. Các bác xem máy gì nữa không ạ? Nếu không thì em xin phép là em đi ăn nghỉ, em ăn cơm rồi sau đó em sẽ check inbox cùng bác nhá. Em cảm ơn các bác đã luôn ủng hộ hai vợ chồng em. Em cảm ơn ạ. Em chào.